Trần Việt Camera TV xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi có mặt tại High Point, tiểu bang North Carolina để tiếp xúc với những anh em đã có lòng cứu trợ cho những người ở vùng núi của North Carolina được bị bỏ quên sau trận bão Helene. Helene, thì hôm nay chúng tôi có dịp đến tư gia của anh Thuận ở High Point để tìm hiểu về cái chuyến đi của các anh em tình nguyện đi đến để giúp cho những người Mỹ ở nơi đó đặc biệt bỏ quên do trận bão Helene. Thì sau đây xin mời quý vị khán giả Kelna TV xem buổi phỏng vấn của chúng tôi với những anh như là anh Điệp, anh Hùng, anh Tony và anh Thuận. Xin chào các anh. Vừa qua là các anh đã làm một cái chuyện rất là đẹp, đã đi đến để dùng ngay cái vùng mà những người đã bị nạn của cái bão Helene. Thì xin anh cho khán giả Kelna TV biết rằng là cái sự việc đó nên như thế nào và bị bỏ rơi như thế nào, và cái hoàn cảnh của những người ở nơi đó họ khổ đến mức độ nào, qua cái những cái hình ảnh mà các anh đã đi đến đó, đã quay được và tiếp xúc được người dân nơi đó, thưa anh. Mình cũng xin đại diện cho các anh chị em ở đây để mà có vài lời đến anh Việt và cũng như là tất cả các bà con ở khắp mọi nơi đang theo dõi chương trình. Thì cái chương trình này đó là nó rất là vô tình, là do anh Tony Lee ở đây liên lạc với mình: anh Hùng ơi, mình có thể làm cái việc này để giúp đỡ cho bà con. Thì mình cũng đồng ý, và trong một vài ngày đó thôi là mình cũng kêu gọi tất cả các anh chị em ở North Carolina, nhất là ở Greensboro, và anh chị em đã đóng góp rất là nhiệt tâm. Và ba anh em chúng tôi đã lên đó được 3 xe hàng để mà giúp đỡ người ở đó. Và cái mình đến đây đến đó là mình chứng minh được rằng cái điều này là cái sự thật đã có xảy ra, chứ không phải là những cái mà hình ảnh mà người ta chỉ để lên trên mạng thôi để mà quảng cáo hay vân vân. Mình đến đây là mình chứng minh rằng sự thật là đây có anh Điệp và có Tony Lee cũng đã chứng minh cái chuyện đó. Thì đất nó sạt lở và nhà nó bị hư hao rất là nhiều. Cái quan trọng là bây giờ người ta vẫn chưa có nước để xài và chưa có điện. Và trong tuần này mình cũng đã có kêu gọi anh chị em để đóng góp một chút số đồ về, ví dụ như là những cái solar shower, những cái solar light để cho bà con được có đèn tắm. Đó là mình cái sự mình kêu gọi tuần này, và có thể là cuối tuần này thứ bảy hoặc chủ nhật là anh em chúng tôi sẽ đi về trên đó một chuyến nữa để mà ủng hộ cho bà con ở vùng đó. Và sự thật là bà con rất là cần sự giúp đỡ của chúng ta. Hiện tại theo mình biết là FEMA hay là những cái government authority của chính phủ vẫn chưa có đến đó để mà giờ ủng hộ cho bà con. Chỉ là người dân giúp người dân, những người ở địa phương giúp nhau, hoặc là những người ở những cái thành phố lân cận để đến đó giúp, chứ còn chính phủ vẫn chưa đến để giúp họ. Theo anh Tony đã đến đó thì cảm xúc anh như thế nào khi anh thấy người dân nơi đó? Thì em thấy rất là tội. Tại vì cái tuần trước đó là cái tuần trong cái tuần bão vừa xong, tối thứ bảy là bão vô, là qua chủ nhật tuần sau là em lên tới ngay chỗ West Jefferson. Thì vô tình em mới hỏi được người dân, người ta mới cho em biết. Em coi được một cái video nữa thì em mới thấy được cái trại mồ côi. Thì vô tình em là người mồ côi, thì từ chỗ đó em mới thấy nên giúp. Thì về cái sức của em giúp không nổi, về mới kêu gọi anh em. Em không dám kêu gọi ra cộng đồng, em chỉ kêu gọi những người anh em thân với em để giúp những đứa mồ côi. Cuộc đời nó đã bất hạnh rồi, sanh ra không có cha mẹ, mà giờ này bị cái hoạn nạn như vậy nữa, thì em nói em không thể ngồi yên, em đứng lên em phải kêu anh em giúp đỡ. Theo em biết rằng là ở nơi đó cái số người, những trẻ em mồ côi lên bao nhiêu người? Hồi xưa là người ta nuôi 200 người, hiện bây giờ bữa nay tụi em lên á là còn 120 trẻ em, từ lớn tới nhỏ, mà đa số là cái tuổi teenager, cái tuổi dạng 14, 13, 15.
Đó. Nhưng mà anh Hùng hồi nãy có nói một câu là bị cúp điện, nhưng mà hồi sáng nay á, mới hồi sáng hôm nay nè, là người ta có gọi cho em là người ta đã có điện ở trên mấy cái nhà lớn ở trên, còn mấy cái nhà nhỏ dưới của mấy em ở là chưa có điện. Đó. Thì em nghe được có điện thì làm như là mấy em nhỏ nó cũng có chỗ để nó lên nó nương tựa. Cái đó em rất là mừng. Còn về anh Điệp thì anh đi thì cảm xúc anh như thế nào? Anh nhìn thấy được cái cảnh tang thương ở nơi đó thưa anh? Dạ, cái chuyến đi vừa rồi thì có anh Tony Lee, anh kêu gọi thì mình cũng đi theo thôi. Thì lên đó thấy cũng theo như hình ảnh mình quay lại thì cái nước trên đó nó đổ xuống cái đoạn đường đó rất là lớn và nó sẽ bức hết mấy cái nhà của mấy đứa cháu ở đó rồi. Cho nên tất cả những anh em trong này mới gọi là để đồng bào Việt Nam mình giúp đỡ cho người cái cuộc khó khăn này nó được tốt đẹp hơn. Theo chúng tôi được biết là ngày hôm đó anh Thuận rất là kẹt, anh Thuận không đi được, mà anh Thuận cũng có lòng để đi nhưng mà không đi được. Nhưng mà có thể rằng trong những chuyến tới anh Thuận sẽ dành thời gian, vì mỗi người có một cái công chuyện của gia đình. Thì theo chúng tôi được biết rằng là các anh sẽ có những chuyến đi sắp tới nữa, và nếu qua cái video này những cộng đồng từ khắp 50 tiểu bang nước Mỹ và những anh em con lai ở khắp nơi nước Mỹ và những cái hội đoàn thể, nếu họ muốn giúp một phần nào đến các anh thì các anh có cho phép hay không, hoặc là anh có thể cho số điện thoại trên đài để mà những cộng đồng hoặc là những hội của con lai khắp nơi, những anh em có lòng mà không biết nơi nào để anh em giúp, hoặc là những cái người trong hội hoặc là những người trong cộng đồng người Việt quốc gia ở toàn nước Mỹ, thì có thể rằng khi họ muốn nhưng mà họ không có cơ hội, họ chỉ gửi quà các vật tới gì đó để một phần nào góp một cái bàn tay để các anh có thêm những phần quà để đến đó để giúp, thì xin anh Hùng có thể cho khán giả Kheona TV liên lạc với ai và số điện thoại gì và địa chỉ nếu được, thì có thể khán giả hoặc là những hội đoàn thể thì họ sẽ tiếp xúc đến các anh. Xin các anh. Cũng như gần đây mình cũng có bỏ lên trên mạng và có để địa chỉ là 1439 North Hamilton Street, High Point, North Carolina 27262. Và mình cũng để những cái mặt hàng mà người ta cần đó, đó anh Việt, để lên trên mạng qua Amazon. Thì cũng có một số bạn bè ở khắp nơi, ở tiểu bang khác, họ cũng mua những cái mặt hàng này và họ gửi trực tiếp về tới tới mình để mình lấy đem đi cho bà con. Chúng tôi làm đài chưa suy nghĩ chuyện đó. Thay vì mình nhận tiền thì mình không có nhận tiền bằng như vậy, mình chỉ nhận quà bằng cách là người ta có thể gửi bằng Amazon. Amazon nó có muôn trùng hàng hóa. Cứ gửi về đây là anh em chúng tôi sẽ đem đến cho bà con ở địa phương đó. Và một cái nữa là mình cũng xin nói thêm chút xíu là những người họ gặp nạn ngày hôm nay cũng có thể là những người đã giúp cho mình ngày năm xưa lúc ở trại tị nạn, lúc mới qua Mỹ, cũng có thể là con cháu của những người đó. Cho nên ngày hôm nay đây là cái cơ hội mà mình có thể mình trả được cái ơn mà họ đã giúp cho mình cưu mang mình vào những cái năm đầu tiên đến Mỹ, vào những lúc mình ở trại tị nạn. Thì chắc chắn cái việc làm này, tôi không muốn nói đến vấn đề làm phước hay làm gì cả, tôi chỉ muốn nói vấn đề mình có thể trả được cái ơn của họ đã giúp mình. Đây là cái việc làm đứng đắn mà tôi nghĩ rằng đây là việc làm đúng, chúng ta cần phải làm với cái tâm của mình, chứ không có ý muốn nói về vấn đề mà phải làm phô trương, làm phước hay tất cả gì hết. Tôi không có nói về cái vấn đề đó, tôi chỉ muốn nói về đây là cái nhiệm vụ, cái nghĩa vụ của mình để trả được cái ơn của những người mà đã từng
giúp chúng ta trong cái quá khứ. À, anh Tony có vài lời gì không? Nếu anh Tony có cho phép số điện thoại, địa chỉ của anh Tony để những anh em nào muốn gửi về qua Amazon hoặc những cái, nhưng mà anh cũng nhắc lại là chúng ta không cần tiền, phải không? Dạ, à, không. Này em nói, anh em đã gửi tiền về cho em rồi. Tại trên này có anh Nhẫn và anh Ni ở Raleigh. Anh Nhẫn gửi cho em, rồi anh Ni gửi cho em, rồi anh Hiếu ở Tennessee cũng đã gửi tiền cho em để cho em mua những cái quà lên cho những đứa trẻ mồ côi. Chứ không phải là em không nói không nhận tiền. Đó là cái thật lòng của em. Nhận tiền anh em thân. Những anh em thân của em. Lúc đó là em chỉ kêu anh em bạn bè thân của em thôi, chứ không có kêu bất cứ một cộng đồng nào hết. Đó. Bây giờ mình không có nhận gì. Hiện bây giờ em không nhận. Nếu mà có liên lạc với Tony này thì số điện thoại của Tony này là 336-408-0944. Địa chỉ của Tony này là LA Nail 114 Low Food Drive, Louisville, North Carolina. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi buổi phóng sự ngắn của chúng tôi tìm hiểu về cái sự việc của những anh em tự nguyện đến để mà giúp cho những người nạn nhân trong bão Helene ở tại vùng núi của North Carolina mà họ đã bị bỏ quên bởi chính phủ và FEMA. Thì đây là động cơ của các anh em là muốn là lá lành đùm lá rách, lá rách thì muốn gà lá nét thì mọi người muốn đến đó để mà giúp một bàn tay trong khi họ bị khốn khổ khốn cùng, thì đó là một cử chỉ rất là đẹp. Thì kính mong quý khán giả Kelna TV, những ai muốn giúp đỡ cho những người nạn nhân trong cơn bão vừa qua tại North Carolina, thì như anh em đã nói là mọi người có thể rằng đặt hàng trên Amazon và gửi trực tiếp đến ở nơi mà họ nhận đồ, hoặc là tới những anh em và đã cho địa chỉ, chúng tôi sẽ để lên trên màn hình, thì anh em sẽ tình nguyện đi đưa những chiếc xe cất mà các anh đã có để đưa lên trên vùng núi để mà đến trực tiếp đến tận tay của những người đang cần những nhu yếu phẩm hoặc là những cái đồ đạc cá nhân để họ được trải qua cái cơn ác mộng này. Em còn muốn liên lạc tới Cherokee. Đó là một cái điểm thứ hai em muốn đến. Không phải riêng cái Children's Home này. Cái hướng Cherokee, trên đó người ta cũng rất là bị cái hoạn nạn rất là nặng. Mà nhà nước không ai nói tới luôn. Cái Cherokee hôm nay trên cái đài news anh em đài Carolina TV cũng vẫn theo dõi. Không nghe một người nào nói tới cái Cherokee hết. Thì từ cái chỗ đó em muốn tìm hiểu tới Cherokee luôn. Cũng cảm ơn anh Việt đã bỏ thời gian để đến đây để mà có buổi nói chuyện với lại các anh em ngày hôm nay. Và trước khi rời máy cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cho của chương trình Carolina TV ngày hôm nay. Và kính mong quý vị được dồi dào sức khỏe, một đêm an lành. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi Trần Việt tường trình từ High Point, North Carolina.